Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong một cái bài giảng mới của tôi liên quan đến cái môn vật liệu học, đó chính là cái bài giảng về hệ tinh thể. Thì trong cái bài giảng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các hệ tinh thể mà thường gặp ở trên thực tế. Để có thể phân ra làm hệ tinh thể thì trước tiên chúng ta phải hiểu về cái khái niệm mạng tinh thể, nó là cái gì. Để có một cái nhìn trực quan thì ở đây tôi sẽ ban đầu chúng ta giả sử chúng ta có một cái khối sắt nguyên chất như này. Thực ra là để chế tạo ra một cái khối sắt nguyên chất thì gần như là rất là khó, cùng lắm chúng ta chỉ chế tạo ra khoảng 99,95% thôi. Đấy. Do vậy trên thực tế thì rất khó để có thể có một cái khối sắt nguyên chất, nhưng mà chúng ta giả sử chúng ta sẽ thu được một cái khối sắt nguyên chất như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng cái kính hiển vi quang học để chúng ta quan sát một cái vùng ở trên bề mặt của khối sắt này thì chúng ta sẽ quan sát thấy rằng ở đây nó sẽ bao gồm những cái chúng ta có gọi là cái hạt, hay chính xác hơn là cái pha, nó sẽ được liên kết với nhau thông qua những cái biên giới hạt giống như này. Đấy, nếu mà chúng ta chỉ nhìn ở cái mức độ quan sát trên kính hiển vi quang học này thì chúng ta chỉ quan sát được cái kích thước hạt ở mức độ micromet, thì cái này nó chưa phản ánh được cái bản chất cấu tạo nên cái pha này, hay cấu tạo nên cái đơn tinh thể này. Để có thể nghiên cứu một cách sâu hơn thì chúng ta phải sử dụng cái kính hiển vi điện tử, có thể là điện tử quét hoặc là điện tử xuyên, để chúng ta quan sát một cái vùng nhỏ ở trong một cái đơn tinh thể nhất định. Tôi lấy ví dụ là ở trong cái đơn tinh thể này. Đấy. Thì hình ảnh mà chúng ta quan sát được trên kính hiển vi điện tử đó chính là tập hợp các hạt nó sắp xếp một cách có trật tự. Tôi lấy ví dụ như thế này. Đấy. Đương nhiên là trên thực tế nó sẽ có những cái khuyết tật, tức là nó sẽ thiếu hoặc là nó thêm những cái hạt nó nằm ở trong cái hình ảnh mà chúng ta quan sát. Nhưng mà theo như cái giả thiết ban đầu rồi thì chúng ta giả thiết là chúng ta sẽ có một cái khối sắt nguyên chất, cho nên là cái hình ảnh quan sát mà chúng ta có thể thấy sau khi mà chúng ta quan sát trên kính hiển vi điện tử là như thế này, tức là các hạt nó sẽ sắp xếp một cách có trật tự. Đấy. Chính vì vậy, để mô tả cái sự sắp xếp của các nguyên tử bên trong tinh thể thì người ta sẽ dùng một cái mô hình hình học để mô tả cái quy luật phân bố của các nguyên tử ở của tinh thể. Thì cái mô hình hình học đấy người ta gọi là mạng tinh thể. Thì trong cái mô hình hình học này, mỗi hạt, thì hạt ở đây nó sẽ bao gồm các nguyên tử, nhóm nguyên tử, ion hoặc là phân tử được coi là một chất điểm, và các chất điểm này nó sẽ nối liền với nhau bằng hệ thống những cái đường thẳng song song theo cái phương không gian ba chiều như thế này. Đấy. Và nơi giao nhau giữa các đường thẳng song song đó thì được gọi là nút mạng, và nó cũng chính là vị trí của các hạt. Khảo sát một mạng tinh thể có thể thấy một số các đặc điểm sau, đó là qua hai cái nút mạng bất kỳ thì chúng ta có thể kẻ được một cái đường thẳng, và trên cái đường thẳng này các nút mạng nó sẽ nằm cách đều nhau, và một đoạn nhất định, và cái đoạn thẳng này được gọi là chu kỳ dịch chuyển, hay gọi là chu kỳ tịch tiến. Và nếu mà chúng ta tịch tiến với một lượng bằng nguyên lần cái chu kỳ dịch chuyển thì chúng ta sẽ thu được cái mạng nguyên mạng, tức là chúng ta sẽ thu được nguyên cái mạng đó, tức là thu được một cái mạng giống hệt như cái mà chúng ta chưa tịch tiến.
và sự sắp xếp của các nguyên của các nút mạng là như nhau cho tất cả các phương song song và các đường thẳng đã cho. Đấy. Và trong trường hợp nếu mà đường thẳng đã nêu chính là trục tọa độ thì cái chu kỳ dịch chuyển đấy được gọi là thông số mạng. Ví dụ tôi đặt cái trục tọa độ ở đây. Đấy. Thì cái chu kỳ dịch chuyển đấy, chu kỳ dịch chuyển của các hàm này thì được gọi là thông số mạng, và thông thường là được ký hiệu là A, B và C. Chính cái lượng đặc A, B và C đấy nó sẽ góp phần quan trọng để quy định cái tinh thể chúng ta nó thuộc cái hệ nào. Đấy là đặc điểm đầu tiên của tinh thể. Và đặc điểm thứ hai của cái mạng tinh thể mà chúng ta có thể chú ý là khi mà chúng ta xét đến một cái chất điểm hay là một cái hạt bất kỳ ở trong mạng thì nó sẽ được bao quanh bởi số lượng hạt gần nhất với khoảng cách như nhau là bằng nhau. Tôi lấy ví dụ như cái hạt này thì nó sẽ được bao quanh bởi các hạt màu đen như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hạt màu đen với cái khoảng cách gần nhất và như nhau. Với khoảng cách gần nhất và như nhau. Đấy. Tuy nhiên, khái niệm mạng tinh thể mà chúng ta vừa nêu ấy, nó không bị giới hạn hoặc là hạn chế về mặt không gian. Do vậy rằng là để khảo sát một tinh thể, chúng ta chỉ có thể cần xét một cái phần tử đặc trưng nào đó của cái mạng tinh thể là được. Và cái phần tử đặc trưng đấy người ta gọi là ô cơ bản. Tức là trong một cái mạng tinh thể thì chúng ta sẽ trích ra một cái phần tử đặc trưng cho cả cái mạng tinh thể đấy. Và cái đó thì được gọi là ô cơ bản. Tôi lấy ví dụ như cái hình này, tôi sẽ trích ra một cái hình bằng cái khối lập phương như này để chúng ta xét, và nó sẽ đặc trưng cho cả cái mạng tinh thể. Ok, vậy thì cái ô nào sẽ được chọn làm cái ô cơ bản thì nó sẽ phải có những cái yêu cầu nhất định. Thì thông thường để một cái ô có thể thành ô cơ bản của mạng tinh thể thì nó phải thỏa mãn đồng thời cả ba cái điều kiện sau. Điều thứ nhất đó là nó phải phản ánh được cái tính đối xứng của tinh thể. Và thông thường là cái tính đối xứng này nó sẽ thể hiện qua hình dạng bề ngoài hoặc là qua các tính chất của tinh thể. Cái điều kiện thứ hai đó là các đỉnh của ô cơ bản thông thường là nó sẽ là các nút mạng. Và thứ ba đó là thể tích của cái ô cơ bản là phải là nhỏ nhất. Đấy. Và nếu mà thỏa mãn đồng thời cả ba cái điều kiện này thì cái ô đấy mới gọi là ô cơ bản. Và sau khi mà chúng ta xây dựng được cái ô cơ bản rồi, nếu mà chúng ta tịnh tiến theo tất cả các phương thì chúng ta lại sẽ xây dựng được cái mạng tinh thể. Ví dụ như cái ô này tôi tịnh tiến sang bên này, tịnh tiến theo phương trên này và tịnh tiến theo phương đằng trước mặt này thì chúng ta sẽ thu được cái mạng tinh thể. Ok. Đấy. Và khi mà xét ô cơ bản thì chúng ta thấy rằng là ở đây cái ô cơ bản nó sẽ có những cái đại lượng đặc trưng. Tôi lấy ví dụ nếu mà cái ô cơ bản chúng ta lấy nó sẽ đi qua cái hệ trục tọa độ thì các đại lượng đặc trưng đối với cái ô cơ bản này thì thông thường là bao gồm: thứ nhất đó là thông số mạng, hay chính là kích thước theo 3 chiều của trục, ở đây là A, B, C. Và thứ hai đó chính là góc giữa các cạnh của ô cơ bản. Ở đây ví dụ như là cạnh giữa cạnh OX và OZ thì ký hiệu là beta, OY và OZ thì ký hiệu là alpha, và OY và OX thì ký hiệu là gamma. Đấy. Chính các đại lượng A, B, C này và alpha, gamma và beta này nó sẽ quyết định cái mạng tinh thể của chúng ta nó sẽ thuộc cái nó sẽ quyết định cái tinh thể của chúng ta nó sẽ thuộc hệ tinh thể nào. Ok. Dựa vào đây thì dựa vào các đại lượng A, B, C, alpha, gamma và beta thì chúng ta sẽ chia ra làm 7 hệ tinh thể, và từ 7 hệ tinh thể này sẽ chia ra làm 14 kiểu mạng Bravais.
Đây chính là kiểu mạng do nhà bác học Gravais đề xuất. Bảy hệ tinh thể đó thì cái hệ tinh thể mà thường gặp nhất tương ứng với các kim loại mà chúng ta thường sử dụng trên thực tế, thì kiểu mạng đầu tiên phải kể đến đó chính là kiểu mạng lập phương. Kiểu mạng lập phương thì kiểu mạng lập phương nghe tên thì chúng ta thấy rằng là thông số mạng A, B và C là sẽ bằng nhau, và các góc alpha, beta và gamma nó sẽ bằng 90 độ. Đấy, đấy là cái hệ tinh thể đầu tiên. Và trong hệ tinh thể lập phương, chúng ta có thể chia ra làm ba kiểu mạng. Kiểu mạng thứ nhất chúng ta có thể kể đến đó chính là kiểu mạng lập phương cơ bản. Lập phương cơ bản tức là các nguyên tử nó chỉ nằm ở đỉnh của cái ô cơ bản thôi, và các cạnh của ô cơ bản là sẽ bằng nhau, các góc nó sẽ bằng nhau bằng 90 độ. Cái kiểu mạng thứ hai đó là kiểu mạng lập phương tâm khối, tức là ngoài nằm ở đỉnh của ô cơ bản thì các nguyên tử nó còn nằm ở tâm của khối nữa. Và kiểu mạng thứ ba đối với hệ tinh thể này đó chính là kiểu mạng lập phương tâm mạch, tức là các nguyên tử nó sẽ nằm ở đỉnh của ô cơ bản và tâm của các mạch. Ok, cái hệ tinh thể thứ hai mà chúng ta phải kể đến đó chính là hệ lục giác. Hệ lục giác thì đối với hệ lục giác này thì thông số mạng A nó sẽ bằng B nhưng mà khác C. Khác C tức là các cạnh ở đáy này nó sẽ bằng nhau, nhưng mà chiều cao của cái hệ này thì nó sẽ khác so với cái kích thước A. Đấy. Góc alpha beta thì bằng 90 độ, nhưng mà góc gamma thì bằng 120 độ. Tức là cái trục tọa độ chúng ta sẽ lấy đi qua tâm của cái khối lục giác ở dưới đáy và đi qua các cạnh này. Ok. Đấy. Và trong cái hệ tinh thể này nó chỉ có một cái kiểu mạng lục giác thôi. Và cái kiểu mạng lục giác mà hay gặp nhất đó chính là kiểu mạng lục giác xếp chặt, tương ứng với kim loại đó là kẽm hoặc là magie. Ok. Hệ tinh thể thứ ba đó chính là hệ tinh thể bốn phương. Thì hệ tinh thể bốn phương thì nó sẽ có thông số mạng đó là A bằng B nhưng mà khác C, tức là cạnh đáy bằng nhau nhưng mà chiều cao là khác. Và góc alpha, beta và bằng gamma là bằng 90 độ. Này, góc này bằng 90 độ. Ok. Trong cái hệ tinh thể bốn phương này, chúng ta sẽ lại chia nhỏ ra làm các lớp. Chúng ta sẽ chia nhỏ ra thành các kiểu mạng. Kiểu mạng nhất đó là kiểu mạng bốn phương cơ bản. Bốn phương cơ bản. Kiểu mạng thứ hai đó là kiểu mạng bốn phương tâm khối, tức là các nguyên tử ngoài nằm ở đỉnh của cái ô cơ bản thì còn nằm ở tâm của khối bốn phương này. Ok. Cái hệ tinh thể thứ thứ tư mà chúng ta phải nói đến đó chính là hệ tinh thể ba phương. Ba phương thì đối với hệ này thì thông số mạng sẽ bằng nhau, tức là A bằng B và bằng C, nhưng mà góc alpha bằng góc beta bằng góc gamma nhưng mà khác 90 độ, tức là cái kiểu này nó sẽ hơi nghiêng, nó sẽ bị nghiêng. Đấy. Hệ tinh thể thứ tư đó, hệ tinh thể thứ năm xin các bạn, đó là hệ trực thoi. Hệ trực thoi thì tương ứng cái thông số mạng đó là A khác B và khác C, trong khi alpha bằng beta bằng gamma và bằng 90 độ như này. Ok. Trong cái hệ tinh thể trực thoi này thì người ta sẽ cũng chia ra làm các kiểu mạng. Kiểu mạng đầu tiên đó là kiểu mạng trực thoi cơ bản, tức là các cạnh thì các nguyên tử nó sẽ nằm ở đỉnh của ô cơ bản. Cái thứ hai đó là kiểu mạng trực thoi tâm đáy, tức là các nguyên tử ngoài nằm ở đỉnh của ô cơ bản còn nằm ở tâm mạch của hai đáy.
Kiểu mạnh thứ ba đó là kiểu mạnh trực thoi tâm khối, tức là các nguyên tử nó nằm ở đỉnh của cơ bản và nằm ở tâm của khối nữa. Và cuối cùng đó là kiểu mạnh trực thoi tâm mạch, tức là các nguyên tử nó sẽ nằm ở đỉnh của cơ bản và tâm của các mạch. Hệ tinh thể thứ sáu mà chúng ta cần phải nói đến đó chính là hệ tinh thể một nghiêng. Một nghiêng đấy, hình của cái ô cơ bản của cái hệ tinh thể này nó sẽ như này, và thông số mạng tương ứng đó là A khác B và khác C, trong khi góc alpha bằng góc gamma bằng 90 độ nhưng mà khác góc beta, hay nói tóm lại là cái góc beta này nó sẽ khác 90 độ. Trong cái hệ tinh thể một nghiêng này thì chúng ta cũng chia ra làm các kiểu mạng. Kiểu mạng đầu tiên đó là kiểu mạng một nghiêng cơ bản. Một nghiêng cơ bản tức là các nguyên tử nó sẽ nằm ở các đỉnh của ô cơ bản. Đây. Kiểu mạng thứ hai đó là kiểu mạng một nghiêng tâm đáy, tức là các nguyên tử nằm ở đỉnh của ô cơ bản và tâm của hai đáy, tâm của hai đáy hay là tâm của hai mặt đáy. Hệ tinh thể thứ 7, hệ tinh thể cuối cùng mà chúng ta nhắc đến đó chính là hệ ba nghiêng. Hệ ba nghiêng, thông số mạng tương ứng của hệ ba nghiêng đó chính là A khác B và khác C, alpha khác beta và khác gamma và khác 90 độ, tức là cái kiểu này là ba hướng đều nghiêng. Đấy. Trên đây là tôi đã trình bày cho các bạn toàn bộ những cái nội dung liên quan đến 7 hệ tinh thể và 14 kiểu mạng Bravais. Đấy. Đây chính là những cái kiểu mạng thông dụng nhất, tương ứng với các kim loại mà chúng ta thường dùng ở trên thực tế. Nếu mà các bạn thấy cái bài giảng của tôi mà có ý nghĩa thì đừng ngại like, share và subscribe kênh của tôi nhé. Bài giảng của tôi đến hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài giảng tiếp theo của tôi về những nội dung liên quan đến môn vật liệu học. Ok, see you again.